1509 hôm nay em sale cho các chị mình luôn ha. Đầm này thiết kế cổ vuông, tay ngắn hơi phòng nhẹ một chút xíu, ôm eo dáng đầm phong xòe, mã sản phẩm 1509 hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Váy đẹp mềm, co nhẹ nhẹ nhàng hai chiều, may da cạnh một lớp kèm lông hai túi nha các chị. Có khóa kéo phía sau lưng, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509, 299.000 đồng ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm lấy giùm em để bên em tư vấn nha các chị. Đặt hàng nhanh chắc chắn sẽ có đơn ha, còn nếu như cả nhà đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 1509 với số điện thoại, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị. Chất lụa mango cao cấp, cao dạng nhẹ nhàng hai chiều nè ha. Một lớp nè, hai túi nè các chị. Khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1509. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nè. 1509 kèm số điện thoại, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509, cả nhà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm với em luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài lại trưa ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị Kim Linh 1509 ok có luôn ạ. À, giá 299.000 đồng này chị. Một lớp nha, hai túi nha các chị ơi. Khóa kế phía sau lưng, hàng đẹp chuẩn mẫu mặc như thế này mà cả nhà mình không nhanh tay đặt hàng nữa, nó hết rất là ổn nha các chị. Mã sản phẩm là 1509 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Số lượng rất là ít nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn là có đơn ha. Còn nếu như mà mình đặt hàng chậm mà nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. À, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Đầm đẹp quá trời quá đất luôn, không nhanh tay đặt hàng hết uổng nha các chị. Đó, thường những cái họa tiết da bè thì nó sang nè các chị, sang ha. Như chị còn sợ mặc lên đứng tuổi nhưng mà với cái em váy này da beo nhưng mà em may cho mình cổ vuông thì mặc lên vừa sang vừa trẻ vừa đẹp cho cả nhà mình nữa. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509, chỉ còn có giá là 299.000 thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1509, giá 299.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha. Rồi, nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa ra cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. 1509 chỉ còn có giá là 299.000 đồng ngày hôm nay dán xòe. Em đầm này các chị, em cao 1m65, đầm này em mặc vừa phủ ngang gối của em ha. Thì cái đầm này nó cũng không có quá dài mà nó cũng không có quá ngắn, rất là vừa mặc cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1509 nha các chị. 1509 đặt hàng nhanh, em tư vấn, đặt hàng chậm quá nó hết hàng cả nhà nha. 1509 kèm số điện thoại, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509. Chị khách là mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị ơi. Có co giãn nha các chị ơi. Rồi, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Số lượng rất là ít nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. 1509 với số điện thoại chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Co giãn này các chị, nhẹ nhàng hai chiều ha. Một lớp hai túi nha. Khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1509. Chị nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm này, có chị em giao hàng về tới tận nhà cho các chị mình luôn. Và khi các chị mình nhận đặt hàng bên shop em, cả nhà sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra đặt hàng bên shop, cả nhà sẽ được quyền dồn đơn hàng. Đó, đơn hàng trị giá 600.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc. Thay vì bình thường đơn hàng của mình phải đặt hàng trên 1 triệu hoặc là 1,2 triệu mới được miễn ship, thì ngày hôm nay đơn hàng chỉ cần đặt mốc 600.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc cho mình luôn. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1509 bao nhiêu cả nhà, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trên like thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa ra cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em để bên em tư vấn và chờ hàng luôn. 1509 kèm số điện thoại, đầu mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1509 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Co giãn này các chị.
Nhẹ nhàng hai chiều ha. Rồi họa tiết da beo, ôm eo dáng xòe một lớp hai túi luôn, khóa kéo phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1509 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em để bên em tư vấn và chờ hàng nha. Đặt hàng chậm quá đó hết hàng nha các chị. Cố gắng mình lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nè. 1509 kèm số điện thoại bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay, chị còn có giá là 299.000 đồng thôi nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là nhanh tay em tư vấn và chờ hàng nha các chị còn có giá 299.000 đồng thôi ạ. Đầm sọc cổ vuông cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1489 nha. Hôm nay thì em sẽ sale luôn cho tất cả các chị mình với mức giá chỉ có là 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em để mình em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em đi cả nhà ơi, chậm tay quá nó hết hàng uổng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1489. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em cả nhà nha. Cổ vuông cho cả nhà dễ mặc này các chị, ôm eo ha. Tay thì em may cho cả nhà tay ngắn này các chị. Vai thì hơi phồng một chút xíu nha, dáng đầm vòng xòe. Hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, có 249.000 đồng thôi ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1489. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Sale rẻ trên livestream đầm này các em chỉ còn có 2 size thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1489 nha các chị. Chúc ngay em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình. Sale váy xinh cả nhà ơi, hôm nay sale bất chấp cho cả nhà mình luôn. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông cho các chị yêu mình nè, tay ngắn hay các chị. Phần vai em may hơi phồng một chút xíu, cả nhà mình mặc lên không có sợ bị chật bắp vai nha. Nhánh phần eo này các chị ơi, dáng đầm phong xòe tròn cho cả nhà mình. Đầm này che khéo được cái phần bụng rất là tốt. Và với những cái họa tiết sọc dọc như thế này mặc lên phải nói là cực kỳ tôn dáng của các chị yêu mình luôn ha. Màu sắc thì phải nói khỏi chê luôn các chị ơi, da trắng mà cũng đẹp mà da ngâm cũng diện lên cũng ok. Váy này thì em bán rất là chạy nha các chị, và hiện tại em chỉ còn có 2 size thôi, size L và size 2XL, 50kg cho tới 66kg mặc đẹp cho em. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1489. Đầm đang mặc trên người 1489 nha các chị, bao nhiêu ạ? 249.000 đồng. Rồi 249.000 đồng chúc luôn cho cả nhà mình. Giá gốc đầm này em bán tại cửa hàng với mức giá là 380.000 đồng. Và ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ livestream 3 lượt em giảm giá cho mình luôn, còn 249.000 đồng thôi. 52kg mang vừa size L cho em nha chị. Bình thường chị khách nào mặc size M bên shop em nâng lên size L đặt dùm em, còn mình mặc size mà size XL mình nâng lên size 2X dùm em nha. Tại vì đầm này em bán rất là chạy, với lại em không có về nữa nha các chị. Tất cả những mẫu đầm bên shop thì thường là em chỉ về cho mình được một lần duy nhất rồi qua luôn, chứ không về để về lại. Đường may mũi chỉ xuất sắc cho cả nhà mình về nhà nhận được hàng, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tay ngắn hơi phồng nhẹ các chị, mặc không sợ chấm tay luôn. Rồi cái gam màu này nó đẹp dễ mang cả nhà ơi, có 249.000 đồng thôi à. Chị Cẩm Tú ok có đơn hàng luôn à, chị Thảo Nguyên ok chốt là 1489. Rồi chị khách nào mình đặt hàng nữa cho em xin mã số, không có mã số chứ không được chị yêu à. Thiếu mã kìa, em thấy có một số chị khách thiếu mã số. Váy này thì em ở đây em cao 1m65 và đầm này em mặc nó sẽ vừa tầm phụ gối của em nha. Đầm không quá ngắn cũng không quá dài, rất là vừa mặc cho cả nhà mình luôn. Ngay bây giờ đặt hàng liền cho em nha các chị. Và váy này cả nhà có thể mặc đi đâu ạ? À? Đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga. Chỉ có 249.000 đồng, có ngay một cái em váy quá là xinh luôn này các chị ơi. Chốt ngay cho em tư vấn và chờ hàng chị Ngọc Kim ok có đơn luôn ạ. À. Cho chị hai cái size 2XL ok chị luôn. Đặt hàng ngày hôm nay chị khách nào muốn đừng bị ship, chị cần dùng đơn cho shop em 600.000 đồng em miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Đầm sale giá rẻ cho cả nhà mình luôn, dáng đầm vòm xòe. Ở đây này các chị em đang mặc cái size L nha, em có kẹp nhẹ phần eo cho nó vừa với người em hơn một chút nha các chị. Em mặc lớn hơn em một size á, mà cả nhìn thấy không, cái cổ vuông này nó rất là vừa tầm mặt của em luôn. Và khi cả nhà mình diện những cái em váy cổ vuông á các chị, nhìn cái gương mặt của mình sẽ sáng hơn và mình sẽ nhìn mình sẽ rất là sang với cái em váy cổ vuông này. Dạ em có được cho mình là một màu duy nhất nha chị. Tất cả những màu đầm mà shop em thì thường là em chỉ về được cho mình đúng một lần duy nhất rồi em qua luôn, chứ em không có về đi về lại. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Mẫu đang mặc trên người mã số 1489, chị có giá là 249.000 đồng thôi. 1489 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em sale ngay trong livestream, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em. Chị Nhã Mộng ok có đơn luôn ạ. À. Em của chị 83, em E83 mình mặc 2XL cho em là vừa nha. Giao hàng về tới tận nhà, mua tại cửa hàng giá 380.000 đồng, mua trên livestream chị có giá 249.000 đồng thôi. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm với số điện thoại liền giùm em nha. Eo có nhánh eo cho cả nhà mình đúng một màu, chất liệu vải cát thái. Dạ vải này vải cát thái chị yêu nha. Váy mềm nè, nhẹ nhàng nè, mặc lên phải nói siêu mát luôn. Có 249.000 đồng thôi, chần chừ chi nữa cả nhà ơi, nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng. 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc
mặt trên người mã sản phẩm là 1489. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 1489 với số điện thoại cho mà được nha các chị ơi. Đầm này thì em sẽ may cho mình theo cái chiều sọc dọc mình diện luôn, phải nói là rất là tôn cái dáng của cả nhà mình luôn ha. Đường may mụ chỉ xuất sắc, trước là vậy các thái cao cấp cho cả nhà mình. Cao 1m65-67 thì mặt vừa phủ gối như em vậy nha các chị, cho mình không có sợ cái đầm này nó có dài quá hay không hay là quá ngắn thì không đâu các chị ơi. Rất là vừa tầm mặt cho cả nhà luôn, được có đúng một màu thôi nha các chị. Dạ chị mình 48kg mặc size M nha chị, nhưng mà váy này hiện tại em hết size M rồi. Em chỉ còn size L và size 2X thôi, size L và 2X nha. Rồi chị mình nâng lên một size giùm em, lấy cho em size L về nhà bóp nhẹ phần em nha chị. Và đầm này thì em chỉ còn số ít thôi, em còn cho mình là 17 cái size L và còn cho mình 22 cái size 2X cần L cuối cùng cho mình. Mẫu đang mặc trên người mã số 1489, đặt hàng nhanh em tư vấn là hàng chậm hết hàng nha các chị. Dạ 59kg lấy 2XL mặc vừa cho em luôn nè. Chị Thảo Kim ok có đơn hàng luôn ạ. À. Rồi chị Trà Đặng ok chốt luôn. 1489 249.000 đồng. Đầm anh shop chị mua nhiều rồi, đầm đẹp mà rẻ lắm em ơi. Em cảm ơn chị mình luôn ạ. À. Các chị ơi nhận được hàng bên shop em thấy đẹp thấy ưng quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha các chị. Rất là mong chờ cả nhà mình comment luôn ạ. À. Chất các thái vải đẹp, form sang cho cả nhà mình luôn. Có 249.000 đồng thôi, đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái thả ga luôn. 65kg mặc 2X chị ạ. À. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em đi các chị. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được luôn ha. 1489 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình cho em xin mã số sản phẩm 1489 kèm số điện thoại. Chị Liên Phùng 1489 nặng 60kg mình mặc size 2XL cho em là vừa ha. Hiện tại thì em chỉ còn size L và size 2XL thôi là em hết rồi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1489 nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng. 1489 giá 249.000 đồng ạ. 1496 nằm thiết kế quá đẹp luôn này cả nhà ơi. Nằm này chơi với chất liệu vải của em, nó là vải phi tuyết cho cả nhà mình ha. Nằm siêu đẹp cho cả nhà mình luôn ạ. À. Cái vải của nó mềm này các chị ơi, mặc rất là mát luôn, và với cái ga màu hồng đổ này phải nói làm gục ngã bao nhiêu con tim này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1496 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ơi. Em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em để bên em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Đặt hàng nhanh á chắc chắn là sẽ có đơn đó, nhưng mà nếu như cả nhà đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. 1496 kèm số điện thoại cho em là được. Giá hôm nay xem ngày hôm nay bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng. Dạ cho chị Hoài Tin nè, em chờ cả nhà mình mới vô thấy bài livestream chấm bài tương tác cho em nha các chị. Chia sẻ livestream 3 lượt để được áp dụng ngay giá sale nha. Đầm đẹp quá cả nhà ơi, chốt ngay kẹo lỡ nha các chị. 1496 kèm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Em có cái em váy thiết kế siêu đẹp này các chị, em mới vừa về cho cả nhà luôn, mỗi size được 20 cái. Bán shop á thì giá của em nói là 450, nhưng mà trên bài livestream em giảm giá nha. Còn có 299.000 đồng với chất liệu vải phi tuyết xịn sò cho cả nhà mình. Sờ lên mặt vải trời ơi nó rất là xuống tay nha các chị, và với cái gam màu hồng đổ thì phải nói làm gục gã biết bao nhiêu con tim của các chị mình nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1496 nha các chị. Váy mềm chỉ còn may một lớp thôi, tại vì đầm này nó đã có đủ độ dày dặn rồi ha các chị. Mặc một lớp không sợ thấy sợ lộ gì hết. Váy mềm không sợ nhăn nhầu hay các chị, nó mềm nó êm mà nó có độ co giãn cho cả nhà mình nhẹ nhàng nữa ha. Và em sẽ thiết kế cho cả nhà mình cổ vét nè, có phối cho cả nhà mình cúc bọc cho cả nhà mình đây đó, cúc bọc thủ công chạy dài từ cổ áo xuống dưới phần chân váy cho cả nhà mình, phần eo làm điểm nhấn cho cả nhà mình, mặc lên chiếc eo nhìn rất là gọn gàng như các chị, và phần chân váy có độ phồng xòe tròn tự nhiên cho cả nhà mình luôn, che khéo được phần bụng rất là tốt. Và nói em đầm này không có chỗ nào để chê hết, và ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng một em váy thiết kế. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Giao hàng mọi miền tổ quốc luôn, đi tới đâu đó thì hả nhận được rất là nhiều yêu thương của cả nhà mình. Bây giờ chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ, và khi nhận được hàng ở nhà thì sao cả nhà? Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, phải có một số chị hỏi em rồi này nha. Nhận được hàng có được kiểm tra không em? Dạ em 84 mình mặc 2XL, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán chị yêu nha. 40kg cho tới tầm 65-66kg, và em tới là em tập 85-86 độ về cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Em đầm này phải nói là quá đẹp cả nhà ơi, từ cái chất liệu vải cho tới cái form dáng đầm và cả nhà mình đó.
lưu ý nha, đầm phi tuyết chỉ có một mẫu này thôi ở trong cửa hàng của em. Rồi cả nhà ơi, trên dưới 200 mẫu mà chỉ có một mẫu đầm này chất phi tuyết thôi ạ. Đây em đứng gần nhà mình xem, cái mặt vải của nó ống nhẹ ha, và nó có những cái lằn ngân chạy theo chiều sọc dọc ở trên nền vải. Mà có những lằn ngân này thì sao có chịu ạ? À? Không sao cả, mình sờ lên ha, nó rất là đã, nó rất là mướt cái tay luôn, và mặt vải hơi ống nhẹ. Chị khách nào không thích đầm mà quá bóng bẩy thì mình có thể chọn cho cái mẫu đầm này, nó chỉ ống nhẹ nhàng thôi, nhìn rất là bắt mắt luôn ạ. À. Và với cái gam màu hồng đỗ này em đảm bảo với cả nhà mình luôn, chị khách nào da trắng là mình mặc chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mà chị khách nào mà mình da ngăm ngăm á chứ các chị, chọn cho cái mẫu đầm này mặc lên nhìn rất là ngọt ngào và rất là trắng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1496 nha các chị, và cả nhà nhìn giùm em thiết kế cổ vest như thế này rất là sang nha, đi chơi đi tiệc đi làm đều được. 1496 bao nhiêu cả nhà? 299.000 đồng. Đầm thiết kế, đầm đầm này phải nói là đầm công sở nha, đầm công sở dự tiệc chỉ có 299.000 đồng thôi. Phẩm chất đầm khá là đơn giản đó đó, cái kiểu này thì dễ mặc cho cả nhà mình ha, nhưng mà cả nhà biết sao, không sợ qua thời, không sợ lỗi mốt gì hết trơn luôn. Gam màu này em đảm bảo rất là sang nha các chị, mà cũng rất là ít shop có luôn nha các chị ạ. À, nhanh tay đặt hàng thật là sớm, em tư vấn chị Thúy Ái, ok có đơn hàng chị Ngọc An, ok chốt là 1496, dạ 299.000 đồng thôi chị ơi. Tất cả những mẫu đầm mà shop em thì em chỉ về được đúng một lần duy nhất là qua luôn, chứ không về đi về lại nha. Và với cái gam màu hồng đỗ này em không có nhiều nha các chị, mỗi size thì em chỉ có cho mình là 20 cái thôi, mỗi size chỉ có 20 cái thôi. Và cả nhà mình ơi, em chỉ được sale có 5 phút trong livestream này thôi ạ. À, cho các chị mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha. Mua tại cửa hàng giá bao nhiêu các chị? 450.000 đồng, 450.000 đồng các chị ạ. Trời ơi cái vải này nha các chị, em nhập giá hơi bị cao luôn á, em chỉ sale có 5 phút trong livestream này thôi, 299.000. 40kg cho tới tầm 65-66kg, em tới đây tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đặt thoải mái. Chị 49kg size M luôn chị, cho em xin mã số 1496 với số điện thoại chị yêu ơi. Chị Trịnh Lâm ok có, chị Hai Hướng Dương ok chốt đơn hàng luôn ạ. À, còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ chị Cỏ Ba Lá ok chốt luôn 1496 cho chị XL đi em. Dạ đầm này em đang có đầy đủ 4 size chị nha, M là XL và là 2XL. Size M bên shop em, em bao nhiêu ạ? Dạ size M bên shop em, eo tầm dưới 70 thì mình sẽ mặc đặt thoải mái nha chị. Vậy này em đang có đầy đủ 4 size chị ơi, mình cứ việc đặt hàng đi chị, tại vì rất là nhiều chị đặt hàng nhưng mà chị có một mình em tư vấn sẽ không kịp nha. Giờ đầm này chất liệu vải phi tuyết chị yêu ạ. À, tay này thì nó sẽ không ngắn cũng không dài. Đó, nó như thế này nha các chị. Nó lửng lửng như thế này nha. Ôm eo, cả giờ nhìn cái dáng nè. Trời ơi từng cái đường may, từng cái đường nhánh nhá em này các chị, có cúc bọc thủ công chạy dài từ cổ áo xuống dưới phần cho váy nó trở nó quá xuất sắc rồi cả nhà ơi. Không chê vào đâu được. Và đầm này nó có cái độ phồng xòe tự nhiên ở dưới phần chân váy, mặc lên nó sẽ che khéo, tự động che khéo léo được cái phần bụng rất là tốt cho cả nhà mình luôn ha. Rồi cả nhà mình ơi, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, cả nhà chốt ngay. Và cả nhà mình yên tâm một điều là khóa kéo ảnh nằm đằng sau lưng như cả nhà mình, và khóa kéo ảnh ở phía sau lưng nó chỉ nhỏ bằng một cái cọng chỉ thôi, cho cả nhà mình yên tâm một điều là hả, nhìn nó rất là đẹp, rất là tinh tế luôn, không có sợ lộ cái bất kỳ kỳ cái thứ gì cả. Dạ chỉ có 299.000 đồng chị ạ. À, đặt hàng ngay em tư vấn em 84 mình mặc 2XL cho em là được. Chị Lily ok có đơn hàng, chị Hồng Thống ok chốt là 1496, câu chị đau nữa, đặt hàng ngay đừng quên chia sẻ livestream. 450.000 đồng giảm xuống chỉ còn 299. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc vừa phổ gối nha, mình mặc không có sợ bị ngắn đâu ạ. À, tính là cái em đầm này không ngắn cũng không dài, nó rất là vừa tầm mặc với các chị mình luôn, giá 299k, 54kg size L chị ơi. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, 1496 với số điện thoại cho em là được luôn nè. Ôm eo dáng đầm phồng xòe cho cả nhà mình, trước lời vậy chiếc phong ở cả nhà mình, váy may cho cả nhà mình hai lớp nha các chị, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đặt hàng nhanh chắc chắn là có đơn nha các chị ơi, còn nếu như mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468 nha, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1468, hôm nay sale luôn cả nhà ơi, giá bao nhiêu ạ? Đầm này ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình với mức giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Số lượng rất là ít nha các chị ơi, đặt hàng nhanh em tư vấn chị Hoa Hướng Dương ok có đơn hàng luôn ạ. À, rồi đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468 nha các chị, đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468, chút ngay em tư vấn 54 cho tới 68kg và eo tối đeo tầm 88 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Đặt nhanh em tư vấn, cả nhà đặt hàng chậm nó hết hàng, chậm tay quá nó hết hàng các chị ơi, cố gắng mình lên đơn sớm cho em, nhanh lên cả nhà ơi, 1468 với xin hỏi cho em là được luôn nè. Chị Ngọc Tiên ok có đơn hàng luôn nè các chị ơi.
Váy sơ mi hôm nay mỗi size chỉ cần có 17 cái thôi nha. Cả nhà đặt hàng sớm nha em tư vấn. Và em váy này đã chính thức lẻ size rồi các chị ạ. Một trong những mẫu best seller của nhà em mã số 1468. Em chỉ có cho mình là hai size cuối cùng thôi. Thay vì bình thường 4 size ngày hôm nay chỉ còn có hai size thôi ạ. Từ 54 cho tới 68 kg và eo tối đa eo 74 cho tới eo 88. Đo eo thì mình đừng có lo cái bụng các chị ạ. Đo trên bụng nha. Ở trên rốn chỗ nào nhỏ nhất các chị, chỗ nào mà nhỏ nhất á thì mình đo vào giúp em. Chính xác thì ngang khoảng khuỷu tay đi ngang qua. Rồi cả nhà để ý giùm em nha, phần tay em bay hơi phồng chút xíu, khi mà cả nhà mình diễn lên đó thì mình sẽ không có sợ bị chật bóp tay luôn nha, mặt rất là thoải mái. Và cái phần cổ tay thì sẽ may được gập bẻ lên trên cho cả nhà mình, cố định lại luôn bằng một cái đường chỉ nha, đi ngang qua cho cả nhà mình. Và kèm luôn cho cả nhà mình cái viên ngọc trai ở đây. Thì viên ngọc trai này em cũng sẽ đính kết cho cả nhà mình bằng chỉ luôn nha các chị. Eo có nhánh eo cho mình nha. Và cái dáng này em sẽ may cho mình xòe nhẹ tự nhiên. Mẫu em đang mặc trên người 1468, ngày hôm nay em giảm giá cho tất cả các chị mình luôn 299.000 đồng thôi. Bình thường cả nhà mua em ấy này bao nhiêu ạ? 450.000 đồng. Và ngày hôm nay cả nhà nhận được hàng sale luôn 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1468 với số điện thoại nha các chị. Cái gao màu xanh rất là đẹp luôn, nhiều chị gọi là màu xanh rêu, nhưng mà xanh rêu nó chia làm nhiều cung bậc khác nhau nha các chị. Váy này bằng chính xác của em nó là màu xanh long cong cả nhà nha, một cái gao màu rất là đẹp và rất là lạ cho cả nhà mình luôn. Thật sự mà nói trên thị trường mà kiếm ra được cái em váy màu này hơi bị hiếm nha các chị. Với chiếc này vải chiffon siêu đẹp cho cả nhà mình, đầm này vải chiffon cả nhà ơi, nhiều chị gọi là vải von trơn đó. Rồi váy này thì em sẽ may cho cả nhà hai lớp, bên ngoài là lớp chiffon, bên trong là lớp cotton cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá bao nhiêu cả nhà? 299.000 đồng, quá đẹp luôn. Lớp bên ngoài nó cũng đẹp mà lớp bên trong nó cũng xịn mịn, mặc lên rất là thoải mái mát mẻ cho cả nhà mình. Cho có đi chơi đi tiệc hay đi làm nữa buổi hoặc cả ngày trời vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Đó là lý do tại sao mà em váy này em bán rất là chạy. Chị 56 kg mang người của em, 56 kg mang size XL cho em là vừa chị yêu nha. 54 cho tới 68 kg em tối đa tầm 74 cho tới 88 mình mặc đẹp thoải mái nha các chị ơi. Còn nếu như bình thường chị khách nào mặc size L bên shop em thì ngày hôm nay mình nâng lên lấy size XL đi chị ơi, tại vì em váy này em không có về lại đâu nha. Hiện tại đang rất là nhiều đơn nổ lên size ML nhưng mà phải nói là hả? Không có về, em không còn phải để về nữa các chị ạ. Rất là nhiều chị lên đơn size nhỏ luôn nhưng em không có về. Bây giờ em chỉ còn size lớn thôi. Chị nào mặc size L mình lấy size XL về nhà bóp nhẹ phần eo giúp em nha. Và em bán qua rồi em sẽ bỏ mẫu này luôn và em không có về lại mẫu này nữa tại vì em không còn vải đâu các chị ạ. Cố gắng mà đặt hàng sớm. Chị Tâm Lan ok có đơn hàng. Chị Ngọc Sương ok chốt đơn ạ. Chị Tina ok có đơn. Còn chị khách nào mà đặt hàng nữa mình tranh thủ cho em xin mã số vào 1468 kèm số điện thoại cho em. Cả nhà nhìn giúp em nè. Trời ơi, cái đường may mũi chỉ nó nét như thế này. Cái phần cổ tay nè, đó em cố định lại cho mình luôn. Ngay kể cả cái viên ngọc trai em cũng hả may cho mình bằng chỉ luôn nha các chị. Và cả nhà nhìn giùm em, trời đường may mũi chỉ nó nét như thế này luôn. Khóa kéo ẩn em may đằng sau lưng vô cả doanh ham. Khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng nó chỉ nhỏ vào một cái sợi chỉ thôi các chị ạ. Rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Dạ 53 kg mặc size L đó, em hết size L rồi, lấy size XL về nhà bắp nhẹ phần em được nha. Dạ 68 kg mang vừa chị ạ. Đặt hàng cho xin mã số vào 1468 kèm xin hỏi chút nhanh đi chị ơi, nếu không nó hết hàng uổng lắm đó nha. Dạ 63 kg ok có sai luôn, đầm này chị mua rồi bây giờ quay lại mua tặng bạn ok. Em cảm ơn chị nhiều ạ, tốn tiền với sắp có đi em cảm ơn chị luôn. Đầm này giá gốc 450.000 đồng, ngày hôm nay em sale rẻ chỉ còn có 299.000 đồng thôi. Mấy chị khách bên em ha, mua bên shop em một lần, lần sau quay lại là nói hả chợ mua đầm bên shop em một lần thôi là ghiền. Trời ơi sao mà chị tốn tiền với em quá cả nhà ơi, tại vì đầm đẹp chứ không phải tại em đâu. Đầm đẹp mà chất lượng nữa thì cả nhà mình chắc chắn là mình sẽ còn quay lại nhiều lần đúng không nè. Cả nhà mình đặt hàng cho mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đảm bảo cả nhà mình ghiền liền luôn. Nguyên một em đầm sơ mi có 299.000 đồng, giá của em nó nhiều khi còn rẻ hơn cả một cái em áo sơ mi luôn. Mà cái chất lượng thì khỏi chê nha các chị, không phải đầm rẻ mà hả không được đẹp đâu các chị, mà phải nói đầm rẻ chất lượng mà còn phải nói đẹp xuất sắc cái cả nhà luôn nữa. Chị khách nào mình chưa có nhanh tay mấy màu vậy, em yêu một màu chị đúng một rồi, chị nhớ em không có giấu đâu, từ hồi mới về em này á là em này đó đã có đúng có một màu thôi à chị, chứ không có nhiều màu đó. Và hiện tại thì em nó đã bị lẻ sai rồi, chị khách nào mình đặt hàng mình tranh thủ cho em đó. Em chuẩn bị bỏ mẫu này luôn cho hôm nay sẽ sale rẻ từ 450 xuống chỉ còn có 299.000 đồng thôi ạ. À. Chị
khách nào mà đặt hàng lên đơn cho em nha, chị Nguyễn Như Ngọc ok chốt ạ. 1468 299.000 đồng. Còn chị khách nào mà đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1468 với số điện thoại cho em nha. Chị Ngọc My ok có luôn ạ, 1468. Còn chị khách nào mà đặt hàng nữa mình tranh thủ ở đây, em cao 1m65 nha các chị, đầm này em mặc vừa phụ gối thôi, cho cả nhìn không có sợ là đầm này nó có quá ngắn hay quá dài không em. Và khi cả nhìn dùng đơn 600.000 đồng còn được miễn phí giao hàng toàn quốc nữa nha. Cố gắng mình đặt hàng sớm nha cho em, em tư vấn giả 57kg XL đi chị ơi. Còn chị khách nào mà đặt hàng nữa mình tranh thủ em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Em có cho cả những mẫu vest màu nâu nâu tay cực kỳ sang chảnh luôn này các chị. Váy này em còn có 3 size thôi nha. Hôm nay em sale luôn, vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449, làm đang mặc trên người mã số 1449 này các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nha. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn này, cái gam màu đẹp không các chị. Màu nâu tay nha, như chị còn gọi là màu vàng bò đó các chị yêu ạ. Mang cho mình phong cổ phe vest rất là sang luôn, tay lợi cho cả nhà mình có cúc bọc cho cả nhà luôn ha. Ôm eo dáng đồng phong xòe, mang cho cả nhà một lớp kèm luôn hai túi câu khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ha. Em chào chị Ngọc Loan nè, em chào cả nhà mình mới vô. 1449 kèm số điện thoại liền cả nhà ơi. Rất là đẹp và rất là rẻ cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Chậm tay quá nó hết hàng uổng nha các chị. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đặt hàng chậm mà nó hết hàng nha. Chị Hiền Phẩm ok có đơn hàng luôn ạ. Đầm vest hôm nay em lẻ size và em sẽ sale luôn cho tất cả các chị mình trong bài livestream này luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vest cho cả nhà mình, tay lỡ nha các chị. Đầm này thì em sẽ may cho mình cái phần tay, em may cho mình thoải mái nha, mình sẽ mặc lên không sợ bị chật quắp tay nha. Và đồng thời sẽ chi khéo là cái phần tay rất là tốt. Rồi eo em sẽ may nhánh eo và phần chân váy có độ phồng xòe tròn tự nhiên, chi khéo được phần bụng siêu siêu tốt cho cả nhà mình luôn. Váy may cho cả nhà mình một lớp kèm luôn hai túi chất cô tâm lạnh cao cấp cho mình. Cái váy này thì cả nhà ơi, cái vải này nha, nó có cái độ dày dặn cho mình, nhưng mà khi cả nhà mình mặc lên không thô cứng, không khó chịu và không sợ nóng gì hết trơn luôn. Sờ lên nó rất là mềm, rất là mướt ha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1449 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Đặt sớm có đơn, đặt hàng chậm và nó hết hàng uổng nha các chị. 1449 váy em mặc ngày hôm nay em chính thức lẻ size rồi cả nhà, hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ạ? 249.000 đồng trong livestream thôi. Thay vì bình thường cả nhà mua cái em váy này bao nhiêu ạ? 420.000 đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình, chỉ cần chia sẻ livestream cho shop 3 lượt em giảm giá 249.000 đồng, thiết kế cổ vest cho cả nhà mình, tay lỡ em may thoải mái mặc lên không sợ bị chật bắp tay nha các chị. Đường may mũi chỉ thì phải nói là chỉ có xuất sắc cho cả nhà mình thôi, và có phối cho cả nhà cúc bọc thủ công, ở đây có 2 viên cúc cho cả nhà mình. Đây là cúc thủ công cách điệu nha các chị, không có cài được ha. Và khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng cho cả nhà mình luôn. Eo em sẽ may siết eo cho cả nhà mình mặc lên nhìn gọn, dáng vào phần chân váy có độ phồng xòe tròn tự nhiên cho cả nhà mình. Khi mà mình diện lên sẽ che khéo được phần bụng rất là tốt. Đầm này trước là vải cô tông lạnh cho cả nhà mình ha. Váy này các chị ơi, có độ dày dặn vừa phải mà mặc lên thì không có sợ nó thô cứng hay khó chịu, hoàn toàn là mềm êm dễ chịu cho cả nhà mình. Vải dày cực đẹp cho các chị mình luôn. Giá bao nhiêu ạ? 249.000 đồng thôi, còn rẻ hơn cả một cái áo bình thường nè cả nhà. Chút ngay kẹo lỡ như cái chuyện 1449 kèm xin thoại, phải nói lâu lâu mới sale một lần các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm từ 50kg cho tới là tầm 65-66kg. Tề váy này em đã hết size nhỏ rồi nha các chị, hiện tại em chỉ còn cho mình là 3 size lớn thôi, size L, XL lại 2XL. 50kg cho tới là tầm 65-66kg, mặc đẹp thoải mái. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền giùm em nha. Chị Phạm đang 1449 ok có đơn hàng luôn ạ. À, chị Hồng Hạnh 1449 ok trước. Váy có túi không em? Dạ có, hai túi hai bên này chị yêu ạ. À, cổ vest cho cả nhà mình mặc lên rất là nịnh, cái dáng của cả nhà mình luôn, mặc lên nè nhìn dáng của mình sẽ gầy hơn, siết eo này nhìn eo nhỏ hơn, che được cái phần bụng tốt cho cả nhà mình ha. Ga màu nâu tây, cái màu này các chị ạ, em hết về rồi, tất cả những mẫu đồng bay shop em thì thường em chỉ về được đúng một lần duy nhất rồi qua luôn, chứ không có về đi về lại. Với mấy màu về em dạ một màu duy nhất chị ủng á, chị định hai màu, cảm ơn chị mình ạ. 54kg mình mặc size L cho em là vừa, 63kg 2XL chị nha. Chị Cẩm Đào ok có đơn hàng luôn ạ. À, chị Nguyễn Hồng ok chốt 1449. Dạ chị còn có giá tiền
tiền là 249.000 đồng thôi chị ạ. Đặt hàng thì mình cho em xin mã số sản phẩm vào 1449 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị Gia không 1449 cho chị hai cái em, ok chị luôn. Đã đặt được làm sale rồi, nhưng mà nếu như chị khách nào muốn được miễn ship thì ngày hôm nay chị cần dồn đơn cho em thôi. Dồn đơn cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng tận gốc luôn. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai nha. Chị Nguyễn Bảo Hiền ok chốt ra 1449 luôn ạ. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449 nha các chị. Trên váy có độ phồng xệ tự nhiên nè ha. Em cao 1m65, đầm này em mặc dài qua gối một chút xíu dành cả cho mình yên tâm. Đầm này mặc lên thì không có sợ nó quá dài, không quá ngắn cũng không quá dài, rất là vừa tầm mặc với các chị mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn ha. Chị Ngọc Linh ok có đơn 1449 luôn ạ. Còn chị khách nào mà đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1449 kèm luôn cho em các số điện thoại là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có dùng bên ngoài 53 kg xanh lờ luôn chị ạ. 4 size đầy đủ ha. 48 kg mình mặc size M, nhưng mà chị ơi đầm này em hết size M rồi, bây giờ em chỉ còn 3 size thôi, size L, XL và lại 2XL, từ 50 kg cho tới là tầm 65-66 kg ha. Mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1449 kèm luôn cho em các số điện thoại là được nha chị. Dạ đầm đẹp các em cảm ơn chị nhiều ạ. Màu này mặc sang lắm nè em cảm ơn chị luôn. Đầm này cái màu này mặc rất là sang nha chị ơi. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1449 kèm luôn cho em các số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1449. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ cho em nha. Đường may mụ chị quá xuất sắc luôn chị. Chị mình thấy em mặc trên livestream như nào, về nhà nhận được hàng y chang như vậy, em giới thiệu ra sao đó chị thấy như nào, về nhà nhận được hàng đảm bảo 100% y chang vậy luôn, và nhiều khi nó còn đẹp hơn trên livestream nữa đó. Các chị mình đặt hàng tranh thủ nha. Hồi hộp quá cả nhà, một cái em đồng vest cho cả nhà mình, em bay vest cho cả nhà mình phong công sở mà có 249.000 đồng thôi. Cả nhà ơi nhanh tay đặt hàng sớm lên nếu không nó hết hàng uổng nha. 1449 kèm số điện thoại. Chị Đỗ Kiều ok có đơn hàng, chị Ngọc Thảo ok có, chị Minh Uyên ok trước đơn hàng 1449 luôn. Chị có 249.000 đồng thôi, hai túi luôn nè chị. Về nhà nhận được đồng mà đồng đẹp giá rẻ thì cả nhà mình đừng quên quay lại đây comment review cho em nha các chị. Giá chỉ có là 249.000 đồng thôi ạ. Đặt hàng nhanh tay em tư vấn và chờ hàng, cả nhà đặt hàng chậm và nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Xinh quá các chị ơi, quá đẹp luôn. Chất lại vải dày nhưng mà không nóng nha các chị, mềm mướt nè, rất là dễ chịu thoải mái nha cả nhà luôn. Phải nói là hả, em bán qua rồi không về đi về lại, cả nhà mình đặt hàng cái mẫu đầm này rồi hả, muốn quay lại đây mua thêm mẫu nữa không có đâu các chị ơi. Nó về được cho mình hả, có được một màu duy nhất luôn á các chị. Mẹ bán rất là chạy, hiện tại thì em chỉ còn có 3 size thôi và mỗi size chỉ còn có 20 mấy cái. Cả nhà mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nha, em tư vấn là chờ hàng rồi. Chị 65 kg rồi, ok đo giùm em cái eo, mình đừng có đo ngang bụng nha, mình đo ở trên bụng đó, ngang khuỷu tay chỗ nào nhỏ nhất mình đo vào giùm em, đó là chính xác luôn nha các chị. Dạ 249.000 đồng chị, quá rẻ đúng không nè. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm nha, mã số với số điện thoại cho em là được luôn nha. Rồi 1497 váy maxi ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1497 nha các chị. Đầm cổ tim tay lỡ ôm eo dáng đầm phông xè, chất liệu vải sô tâm cho cả nhà mình có co giãn nhẹ nhàng hai chiều. Váy may da cả nhà mình một lớp kèm hai túi, cao hoa kéo phía sau lưng nha các chị. Mã sản phẩm là 1497. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Đặt hàng nhanh chắc chắn là có đơn nha các chị ơi, còn nếu như mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. 1497 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà ơi, giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi nè. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1497 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1497. Các chị mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn ạ. Em chào chị Nguyên Thảo ạ, em chào cả nhà mình mới vô. 1497 hôm nay sale bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng thôi. Thế vì bình thường cả nhà mình đặt hàng cái em váy này với mức giá là 450.000 đồng thì bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu các chị ạ? 199.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Cả nhà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em, để mình em tư vấn nha. Cả nhà đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng đó các chị ạ. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ạ. Đầm mắt siêu hoa ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng thôi ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1497, thiết kế cổ tim cho mình nè, tay lỡ nha các chị, ôm eo dáng đầm phông xòe, một cái em váy nhìn rất là dịu dàng, rất là thướt tha luôn, mà có 199.000 đồng thôi ạ. Giá bán tại cửa hàng là 420.000 đồng nha các chị, và bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay em giảm giá 199.000 đồng chút luôn cả nhà ơi. Váy mềm ha, sờ lên mịn mát nè các chị, co giãn nhẹ nhàng hai chiều nè, đầm một lớp
có thêm cho cả nhà mình hai túi nha các chị, dáng đồng xòe rộng cho cả nhà mình luôn, xuất sắc lắm luôn các chị ạ. Và chị khách nào mình bầu mì mình mà có thể bon chen được cái em váy này nha. Dạ 199.000 đồng chị yêu ơi, mặc rất mát rất thoải mái luôn, mã số 1497 đặt sớm cho em tư vấn và chờ hàng. Chị Ngọc Sang 1497 ok có luôn ạ, 199.000 đồng váy này chị mua rồi, giờ quay lại mua tặng bạn ấy, cảm ơn chị mình luôn ạ. Các chị mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, 1497 kèm số điện thoại bao nhiêu cả nhà, 199.000 đồng. Em đứng gần cho cả nhà mình xem ha, đường may mũi chị phải nói là xuất sắc, cho cả nhà nó nét đường đường như thế này. Nền vải của em nó không phải là màu đen nha các chị, nền vải của em nó là màu xanh navy nha, có phối với cả nhà hoa màu hồng hồng đỏ đỏ nè, màu vàng với là màu xanh nè các chị đó, điểm thêm vài em vài cái bông màu trắng trắng nữa. Tuy rằng cái đầm này có rất là nhiều màu hoa nhưng mà khi cả nhà mình thấy không, diện lên cái màu đó không có lèo lẹt, nó không có rối mắt mà nhìn nó rất là dễ thương luôn. 199.000 đồng phải nói quá là rẻ cho một cái em váy maxi, cả nhà đặt hàng tranh thủ nha. Ở đây em cao 1m65 nha các chị, đầm này em mặc dài phủ bắp chân, chị khách nào mà mình cao tầm 1m55 thì mặc dài tới mắt cá chân nha các chị. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1497, đặt hàng trên xin mã số vào, không có mã số không chốt đơn được. Và váy đang có 4 size từ 40kg cho tới 70kg và eo tối đây eo tầm dưới 90 ha, eo 90 độ lại thì mình sẽ mặc thoải mái cho em luôn. Giá chỉ có 199.000 đồng, được kiểm tra hàng không em? Dạ cái câu hỏi này rất là nhiều chị khách hỏi em, chị yên tâm đi, đặt hàng online em cho mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi chị thanh toán luôn nha, chắc chắn nó sẽ giống như trên live stream em giới thiệu như vậy, hoặc nhiều khi nó còn đẹp hơn nữa. Chất vải sô tâm, như chị còn gọi là chất vải ton đó các chị ạ, mềm mại nhẹ nhàng và mặc rất là mát luôn. Chị Thúy Minh ok có đơn hàng, chị Ngọc Lan ok chết à, chị Bảo Bảo ok dùng đơn cho chị 1497 đi em, dùng với đơn trước ok em, cảm ơn chị mình nha. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng. 1497 kèm số điện thoại bao nhiêu cả nhà ơi, 199.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Dáng đồng phong xòe nha các chị, xuất sắc luôn à. Đầm này bầu bì bông chen thoải mái cho em, chị khách nào khó tính nhất đặt cho em cái mẫu đầm này đảm bảo các chị mình chỉ có nghiện thôi. Váy thì nó mềm này các chị, rủ hai mặt mát, hoa nhỏ nhỏ trải đều trên nền vải, cho cả nhà mặc cái mẫu đầm này lên rất là gọn dáng. Nhớ đo kỹ giùm em cái vòng eo nha, đầm này nhiều khi mình mặc hơi rộng đó. Bình thường chị khách nào mà mình mặc size L thì hôm nay mình lấy cái đầm này lấy size M là mặc được rồi. Đây cả nhà bình thường mặc size M này mà nay em mặc nó hơi rộng hơn so với em cũng nhiều á. Tại vì đầm này em mang cho mình form thoải mái á các chị, có thể ăn gian được tới 70kg luôn. Cho anh chị khách nào mà mình dưới 50kg như em này nè các chị, em 50kg nè, thì mình sẽ mặc hơi rộng và nhà bắp nhẹ phần eo. Còn trên 50kg thì ok thoải mái đi các chị ơi, 50-55kg là mặc size M là cũng vừa đẹp rồi nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1497, tất cả những mẫu đầm mới shop chị về được một lần duy nhất là qua luôn chứ không về đi về lại nha. Đầm maxi chỗ nào bán 199.000 đồng cả nhà, chỉ có bên shop em thôi. Đầm này em mới vừa về hàng nha các chị, đã bán cho mình hơn một nửa rồi và ngày hôm nay thì em chỉ cần cho mình một xíu ít thôi chứ không có nhiều. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ ạ. Chị Nguyễn Tùng ok có luôn ạ, chị Ngọc Vy ok chốt 1497 hai cái luôn. Và chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ, váy này cả nhà có thể mặc đi đâu ạ? Nó mềm nè, nhẹ nè, mặc mát nè. Thì cả nhà có thể mặc đi chơi, đi du lịch thoải mái thả ga luôn nha các chị ơi, rất là nhẹ, rất là mát mẻ cho mình luôn ha. Không sợ nắng nè, đó, rồi siêu thoải mái. Dạ 199.000 đồng thôi chị. Mua một cái áo bình thường hay là mình mua một cái đầm lẫn thôi đã là mấy trăm rồi các chị ạ, trên 300.000 đồng với đầm trung niên. Còn cái em váy này chị có 199.000 đồng, thật sự quá rẻ. Em giao hàng về tới tận nhà, nhận đơn hàng được kiểm tra hàng, dồn đơn 65.000 đồng còn được miễn phí giao hàng toàn quốc. Đặt hàng phải có mã số vào cho em 15 giây cuối cùng cả nhà ơi. Tính ra em chỉ mới có giới thiệu có vài câu rồi các chị ạ, trời ơi thời gian trôi quá nhanh cả nhà. 10 giây cuối cùng cho cả nhà mình, cho em xin kỹ mã số vào 1497 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Đặt hàng kịp trong livestream này từ 420 em giảm giá, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Chị cao 1m62 mang vừa không em? Dạ em cao tầm 1m65 này chị, em cao 1m65. Đầm này em mặc dài phủ bắp chân em luôn chị, cái dáng này dáng nằm dài cho mình ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1497 này chị ơi, một lớp hai túi khóa kéo phía sau lưng. Váy này ngày hôm nay em sale vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong mà livestream ngày hôm nay, giá bao nhiêu ạ? 199.000 đồng thôi chị ạ. Đặt hàng thật là anh em tư vấn 54kg size M đi chị ơi. Chị E88 mình mặc size XL cho em là vừa nha. Chị Ngọc Chuyên ok chốt luôn là 53kg size L luôn chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Mã số mới sẽ gọi cho em là được giá 199.000.
1481 ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn ha, với giá tiền là 159.000 đồng. Cỡ tròn này các chị, tay ngắn dáng nằm vuông suông ha, may mỏng lót kèm luôn cái túi nha các chị, có khóa kép phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị. Đặt hàng nhanh chắc chắn sẽ có đơn ha, còn nếu như cả nhà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng lắm nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Mềm nha, mịn nha các chị. Mặc rất là mát, có khóa kéo phía sau lưng. Đặt hàng nhanh em tư vấn này các chị, giá bao nhiêu ạ? 159.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ để dùng em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Nền váy của em đó là màu tím ha, và có phối với cả nhà hoa màu hồng này các chị. Trên váy nè sẽ tà nhẹ phần giữa nha, một lớp nha các chị, kèm túi nè. 159.000 đồng, 40 cho tới tầm 65-66 ký, và em tối đa em tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Bao nhiêu cả nhà ơi? 159.000 đồng thôi, chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi nè. Đặt hàng nhanh em tư vấn nha các chị, còn đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Các chị mình đặt hàng cố gắng mình lên đơn thật là sớm nha em, để mình em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được này các chị. Chị khách nào mà mình hả, người mình tròn này các chị, hay là cả nhà mình có bụng nè, thì mình chọn cho em cái mẫu đầm này liền. Nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất rất là tốt cho mình luôn. Váy này có size được tới 68 kg, em tới đây tầm 88 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn cho mình. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481, giá 159.000 đồng. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1481, giá 159.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em, để bên em tư vấn ha. Đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị. 1481 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. 1481 ngày hôm nay em sale ngay cho cả nhà mình luôn, chị còn có giá tiền 159.000 đồng thay vì mua tại cửa hàng. Với mức giá bao nhiêu các chị yêu ạ? 380.000 đồng. Chị Ngọc Trâm ok có đơn hàng, chị Minh Lý ok chốt 1481 luôn. Dạ 159.000 đồng thôi chị yêu ạ. Em giao hàng về tới tận nhà, và khi cả nhà mình nhận được hàng bên shop em thì cả nhà sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. Đặt hàng bên shop em dồn đơn cho em ngày hôm nay 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1481 kèm số điện thoại. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1481. Nhanh tay lên đơn cả nhà, chậm tay quá nó hết hàng nha. Mà nếu như chậm tay quá thì mình đặt hàng chậm nó hết hàng rất là uổng nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1481 kèm số điện thoại. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền dùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Số lượng rất là ít nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn nếu như mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. 1481 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1481. Các chị mình nhanh tay lên đơn sớm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Nền vải màu tím nè, hai màu hồng hồng, dán chữ A, dán xuông chữ A, một lớp kèm túi này các chị, có khóa kéo. 40 cho tới 68 kg, em tối đa 88 đổ về. Đó, bây giờ mỗi size thì em chỉ còn số ít thôi. Cả nhà đặt hàng nhanh tay lên đơn thật là sớm em tư vấn luôn. Giá bao nhiêu cả nhà? 159.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. 1481 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1481. Cố gắng mình đặt hàng thật là nhanh em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Số lượng rất là ít nha các chị. Đặt hàng nhanh
em tư vấn còn đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị, cố gắng mà đặt hàng thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481 nha các chị. Vậy khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em luôn. 1481 với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài, giá 159.000 đồng đặt hàng nhanh em tư vấn, đặt hàng chậm hết hàng. Chị Ngọc Thảo ok có đơn 1481 luôn ạ. 1493 sale ngay cho các chị mình luôn với mức giá chỉ có là 319.000 đồng thôi các chị ạ. Họa tiết long công nha cả nhà mình ha, váy mềm nha các chị ơi, mịn ha, mặt mát nha các chị ơi. May cho cả nhà mình hai lớp nha, kèm luôn hai túi nha, có khóa kéo phía sau lưng nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Váy mềm sale lên rất là mịn luôn, mặc lên phải nói là siêu mát luôn nha các chị. Trước lời vải von lụa cho cả nhà mình mà nó sờ lên mịn như nhung luôn. Họa tiết long công mặc lên phải nói là xuất sắc cả nhà, rất là sang luôn ha. Tay ngắn ôm eo dáng đồng phong trào cho mình, phong dáng đồng đơn giản cho cả nhà có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm được luôn nha các chị. Dễ mặc cực kỳ luôn mà không bao giờ sợ qua thời hệ lỗi mốt. Cái em váy này cả nhà ơi, em nhập về cho cả nhà phải nói là hàng hiếm, hàng hot cả nhà ơi. Cái mẫu long công phải nói là chưa bao giờ hết hot đó các chị, qua bao nhiêu thời vẫn không bao giờ hết hot cả. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1497 nha. Ô 1493, đồng em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1493 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1493 kèm số điện thoại nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì nhanh tay em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị ơi. Von nha cả nhà mình, bên trong có lót này ha. Hai lớp, hai túi này các chị, khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm là 1493. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1493 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Chỉ sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Đặt hàng nhanh chắc chắn sẽ có đơn, còn nếu như cả nhà đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. 1493 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài, chỉ còn có giá tiền là 319.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chốt nhanh em tư vấn còn đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. Von lụa ha, mềm mịn mặt mát, hai lớp hai túi, có khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm là 1493. Cả nhà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ạ. Dáng này dáng dài nha các chị, em cao 1m65 đầm để mặc dài ngang lên chừng tầm nửa bắp chân của em. Để các chị thích mặc dáng dài mình cứ để dài mình mặc, còn không thích mặc dáng dài có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nằm luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1493 với số điện thoại. Chị Ngọc Linh ok có 1493 luôn hả? Chị Kim Thảo 1493 ok chốt em. Chị 82, chị mặc size 2XL cho em là vừa nha chị. Váy này đang có đầy đủ 4 size từ 40 cho tới tầm 65-66kg và eo tối đa tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1493. Các chị mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn luôn nha. Đặt hàng nhanh có đơn, còn đặt hàng chậm nó hết hàng nha các chị. 1493 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nè. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài. 1493 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn với mức giá bao nhiêu cả nhà ơi. Chỉ còn có giá tiền là 319.000 đồng, mua tại cửa hàng 450.000 đồng. Và bây giờ trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 319.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại
gọi cho em tư vấn qua chợ hàng chợ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay không khác gì mình ngoài giao hàng tận nơi chị, nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nữa. Rất là nhiều chương trình ưu đãi trên live stream luôn mà cả nhà mình không thể nào bỏ lỡ được các chị ạ. Và tất cả những mẫu đồng máy shop thì thường em chỉ về được cho mình được một lần rồi em qua luôn chứ em không có về đi về lại. Cả nhà nếu như mà mình thích thì ngày bây giờ mình đặt hàng luôn cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số 1493 319.000 đồng, 1493 chỉ có 319.000 đồng thôi. Hai lớp cho cả nhà mình kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền dùng em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn. Hai lớp hai túi có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1493. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn nếu như mà mình đặt hàng trọng và nó hết hàng uổng nha các chị. 1493 kèm số điện thoại, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền dùng em tư vấn và chờ hàng luôn. Chỉ còn có giá tiền là 319.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay ha. Đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn nếu như cả nhà đặt hàng trọng và nó hết hàng uổng nha các chị. 1493 kèm số điện thoại, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liền dùng em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Chỉ còn có giá là 319.000 đồng nha các chị. Dạ giao hàng tận cửa chơi, hàng đẹp lắm luôn á. 55kg mình mặc size L là quá đẹp rồi chị. Von cho cả nhà mình, mềm rũ mặt mát, có đúng một màu luôn. Và cái màu này, cái họa tiết này phải nói là nó quá sang xịn luôn chị ạ. Chỉ còn có giá là 39.000 đồng thôi.